Bây giờ nghe rồi phải không? Bây giờ thì nghe rồi phải không? Ok. Lily loudly. Lily sexily. Yes, ma'am. Ok, vậy là good rồi. Sao hôm nay dễ dàng quá vậy ta? Okay, we live for 13 minutes. So, let's start. Okay, we finished the verbal, right? Are you good at this? I mean, good at it? Anh chị master về cái verbal rồi phải không? Phải không? Có ai còn thắc mắc không? Cái này rất là quan trọng á. Okay, let me open my text first. Okay, now today we move I'm sorry, we move on to the next one. And yeah, let me pause speaker, colorful and nicely. Where is it? Right here. Yes. Okay, form of verbs. Những yếu tố để thành lập một cái động từ. Yếu tố thứ nhất. Okay, let's see. Có không có ấy là được thế nào? Okay, a form of the verb differs depending on its persons. The first factor is person, first, second, and third, and the number, singular or plural. Next one will be tense, present, past, or future. And voice, active, passive, and mood, indicative, imperative, and subjunctive. Đây là những cái yếu tố để thành lập một cái động từ, nó gồm có ngôi thứ, số, số ít, số nhiều, các thì, hiện tại, quá khứ, tương lai. Voice, quên mình dịch là gì ta? Là cái thái độ, no mood mới là mood, nó là thái độ, còn voice là khi mình nói chuyện ra nó ở cái thì chủ động hay là thụ động, gọi là voice. Okay, so the first factor is persons. Person đây mình không có dịch là người ta nha các anh chị. Person in English grammar là ngôi thứ. Ngôi thứ là gì? Person in the English language determines if someone is speaking, being spoken to, or being spoken about it in a sentence, in a story, article, or even in essays. In English grammar, there is the first, the second, and the third persons. First person, nghĩa là cái person trong tiếng Anh đó, nói về một cái người nào đó đang nói, hay là một cái người nào đó được nói trực tiếp tới, hoặc cái người nào đó
đang được nói về cái người đó ở trong một câu chuyện hay là trong một cái đề tài nào đó hay là trong một cái bài bài văn. So trong tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh thì nó có ba ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất là gì? Ngôi thứ nhất là I hay là we, refer to the speaker, là cái người đang nói, giống như chữ me vậy đó, là số s. Okay. Đây là chúng ta, we là số nhiều. Second, không có post được, tức là mạnh cái. Ok, là bạn hay là các bạn, là cái người mà đứng trước mặt mình đang nghe mình nói. The listener refers to the person you are speaking directly to, là cái người mà đứng trước mặt mình đang nói trực tiếp tới cái người đó. Ok, the third person. The third là he, cậu ta, she, cô ta, it là cái bạn, cái ghế, con chó, con mèo là cái gì? They là họ. Họ ở đây vừa là người ta mà vừa là súc vật hay là đồ vật luôn. Refer to the person being spoken about or we talk about them, hay about her, about him, about it. Thì cái ngôi thứ ba đó là chỉ về cái người mà mình đang nói về họ, khi đang nói về họ, về vấn đề gì của họ, đại khái như vậy. Khi đó là định nghĩa ba ngôi. Ok, bây giờ mình cho thí dụ. Ngôi thứ nhất, first person is the person speaking about the events in a sentence, là cái người đang nói về cái chuyện gì đó. Ok, và nó diễn tả trong cái câu, thí dụ như vậy. I walked 30 miles to the village. Tôi, okay, cái người mình, cái người đang nói là tôi, là tự mình đã đi bộ 30 miles tới cái ngôi làng đó đó. So in this sentence, the person is talking to someone, to you, and I talking to you. The person is telling you the story, right? So the person is the speaker, là tiểu mi is the speaker. Right? Trong cái câu này, tiểu mi đang nói với các anh chị là tiểu mi đi 30 mile vô một cái ngôi làng, ví dụ như vậy. Hay là câu này: Having been separated at birth, we talked for hours and hours. Having been separated at birth là gì các anh chị? Separated at birth nghĩa là gì? Tiểu mi hiểu mà tiểu mi không dám, không biết phải hay không. Các anh chị nghĩ sao về câu này? Nãy vô room thấy anh chị làm rứt lắm mà. Let me see. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Bí mật hả? No. Let's see, để coi Google nó dịch làm sao nha. Giờ khi tiểu mi hiểu mà tiểu mi không dám
Nói tại sao không đúng theo nghĩa tiếng Việt có biết không? I see. Để coi nó dịch làm sao nhờ. Sau khi được sinh ra riêng rẽ, chúng tôi nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Separated là gì các anh chị? Là chia ra, ok, chia ra. Cái này theo tôi mới hiểu nó là sanh đôi đó các anh chị, ok, nó là sanh đôi á, right? Separated, we là chúng tôi, phải không? Chúng tôi được phân chia ra lúc mà at birth là lúc mà chúng tôi sanh ra, chúng tôi được chia cắt ra, có nghĩa là sanh đôi, phải không? Hoặc là có thể maybe các anh chị có bao giờ từng thấy sanh sanh đôi mà nó dính liền với nhau không? Hả? Nó dính liền với nhau, thành ra sau khi mà sanh ra là bác sĩ phải separate, hoặc là sanh đôi là đứa trước đứa sau cũng được, hiểu theo này cũng được. Thành ra cái điều này rất là kỳ lạ, thành ra we talk for hours and hours, là chúng tôi cứ nói cả giờ cũng không hết cái vấn đề này. Thế đó, nó có hai nghĩa như vậy, hoặc là sanh đôi đứa ra trước đứa ra sau, hoặc là sanh đôi dính chùm lại với nhau rồi được separated ra. Thế we ở đây là nói về cái birth, we đang nói về cái birth. Ok, next one. Yes, cái gì? So in the sentence, the person is talking to someone. Person ở đây, this person is telling someone the story. Not the person, the people, I'm sorry. We are talking to someone. Okay. Okay, hay là cái câu này. Con chuột này ghét quá, phải đẩy mạnh như vậy đó. My dog is sick. Con chó của tôi thì bệnh. Thành ra cái câu này cũng nói cái người đó đang nói về cái con chó, phải không? So in this sentence, the person is telling someone what happened, right? So the person is speaker, hay là the person is a speaker. Là nói về cái ngôi thứ nhất là chúng tôi, right? And this is the long story. So here in this passage, someone tell everyone his story, right? Ví dụ như là my trip to a resort in Haiti began at New York's LaGuardia Airport. Cái này là cái phi trường ở trên New York. 2 weeks after my 14th birthday, while waiting around, I met Anna Rivera and Dahlia Clark. I had a great time during my week in Haiti, water skiing, swimming, and sun tanning. So things I don't get to do much in New York City. Thì cái người này đang kể về cái cuộc hành trình của cậu ta, khá như vậy. Cái cuộc hành trình của tôi tới cái resort. Resort là gì các anh chị? Resort cũng giống như là một cái khu mà giải trí để cho người ta đi vacation hay là đi du lịch đồ này kia, trong đó nó có hồ tắm và khu du lịch đó. Ở Haiti, Haiti là hình như ở đâu các anh chị? Ở
cái gì Hawaii phải không? Và bắt đầu từ cái phi trường New York, ở New York, phi trường LaGuardia Airport. 2 tuần sau cái birthday 14 tuổi của cái cậu này. Trong khi mà chờ trên phi trường á, nó đi vòng vòng ở trên phi trường đó, thì cái cậu này cậu gặp cái cô Anna River and cái cô Delia Clark. Và cái cậu này cậu có một cái cuộc du lịch rất là thích thú suốt cái tuần lễ mà cậu ta ở Haiti. Cậu ta đi water skiing nghĩa là đi trượt trượt nước, swimming, bơi lội, sun tanning là nằm nghỉ mà sun tan á, dưới mặt trời đó, cho lột da chơi vậy đó, thấy vậy. Những cái điều cái dash cái hyphen right there is mean explain something, okay? Và tắm nắng, những cái trò chơi này đó, những cái trò chơi này đó, thì cái cậu này cậu không có được trải qua nhiều khi mà cậu ở New York. Cậu qua Haiti cậu mới được có những cái trò chơi này thích thú như vậy, nhưng mà cậu ở New York City thì cậu không có ở trò, tại cậu sống ở New York. Chị nhớ điều này. Khi thành ra đây là nguyên một cái passage, một cái cuộc hành trình mà cái cậu này cậu kể lại. Okay. Nói tóm lại, the first person is a speaker. Okay. Hay là someone is speaking. Like to me, speaking is the first person. Rồi, các anh chị hiểu gì phải không? Bây giờ qua the second one, the second persons. Second person is a person being talked to. Hay là spoken to in a sentence. Là cái người mà được nói trực tiếp tới. Ví dụ như mình hỏi cái người đó, "You walked 30 miles to the village." Đây là trong một cái câu văn nói nha các anh chị, không phải câu văn viết nha. Nhiều khi mình nói mình nuốt chữ. Bạn đã đi 30 mo tới cái ngôi làng đó phải không? So in this sentence, the person is being spoken to by someone else. Có nghĩa là cái người này được cái người khác hỏi trực tiếp. Okay. So mình dùng chữ you ở đây là nói về cái người thứ hai được nói trực tiếp tới. Dạ, dặn đi. What happened is your dog sick? Chuyện gì xảy ra? Con chó của bạn bệnh hả? So in this sentence, the person is speaking spoken to by someone else as well, right? Hay là câu này, so no, cho cái nhân vật thứ hai thường thường mình dùng chữ you. So you left the restaurant because you were disgusted by the cook coughing. Vì thế mà bạn rời nhà hàng bởi vì bạn rất là ghê tởm, bởi vì cái ông mà ổng nấu ăn đó, ổng ho vô cái đồ ăn của bạn phải không? Đại khái như vậy á. Gì cũng đổ thừa Paul Thoth hết trơn. Mà actually lúc này Paul Thoth nó đang bị trục trặc nha các anh chị.
Hay là câu này. Wow. Look at how much you have grown. Grown kìa. Yeah. Lớn làm sao đâu đó, thấy không? Dịch vậy phải không? Nhìn kìa. Lớn làm sao đâu đó, bự làm sao đâu đó. Cái này nói về physical nha các anh chị. Là nghĩa là cái cậu bé đó, cậu bây giờ cậu trưởng thành, cậu lớn đó. Okay. Anh đang tất cả đều là mình sẽ dùng chữ you, right? Dùng chữ you. Hãy post ra được phải không? Yes. Okay, last one. You did just a good job at painting the house. Bạn đã sơn nhà rất là đẹp. Này dịch như vậy phải không các anh chị? Nhiều khi mình không có nên dịch từng chữ từng chữ. Bạn đã làm một cái công việc rất là tốt tại sơn nhà. Các anh chị thấy không, dịch từng chữ nó không được, mình phải dịch trại nó như vậy. Wow, bạn sơn nhà hay quá, bạn sơn nhà đẹp quá, cái như vậy. Okay. Phải hiểu như vậy đó. Nhiều khi cách nói tiếng Việt khác, cách nói tiếng Anh khác rõ ràng phải không các anh chị? Mình không có được dịch từng chữ từng chữ từng chữ. Cái này dễ mà, đọc hoài viết được thôi. Good at là cái gì? Good at là cái gì? Good at là mình giỏi về cái vấn đề gì đó. I'm good at math. Tôi giỏi về toán. I'm good at singing. Tôi hát hay. Thay vì mình nói I sing very well, mình không có nói I'm good at singing. Okay. Nó là cũng là một cái cách nói. Thí dụ như là tôi làm toán giỏi hay là tôi giỏi về toán, thì mình nói gì đó, I'm good at math. Tôi giỏi về thể thao, I'm good at sport. Tôi giỏi về cái sân nhà, tôi giỏi gì. Thay vì mình đó thì mình cái cách nói như vậy nó bình thường, nhưng mình nói I'm good at pen như vậy đó. Good at nó có nghĩa là mình giỏi về cái gì đó, mình hay về cái gì đó. Ok, đó là second person. Rồi các anh chị hiểu, second person is the person being talking to. Có nghĩa là being talked to, có nghĩa là cái người mà mình đang nói trực tiếp tới. Cái người đó gọi là second person. Ok. I do me, they do they. I do me, they do they. Tụi mình không hiểu, ok, không hiểu cái này. Nhiều khi sách ở bên Việt Nam tụi mình chưa từng đọc qua, tụi mình không hiểu. Okay. Third person is also known as the third person objective point of view. It is when a person or thing is being talked about. Nhỏ hả? Mới vô là đã comment rồi. Nói bự thấy mồ đi. Cái nhân vật thứ ba cũng được biết gọi là ngôi thứ ba. Objective point of view có nghĩa là có cái quan điểm mà khi một cái người, một cái sự vật được nói tới. Okay. Da to mà, nói bự mà. Phải không? Cho thí dụ. Bây giờ thay vì nó I walked thì mình nói she walked, right? She walked 30 miles to the village. Cô ta đã đi đi bộ 30 dặm tới cái ngôi làng đó, giống như nãy ai nói, dịch là chữ dặm.
Hay là câu này he, she và rồi nói he, nói tới cái nhân vật thứ ba. He left dinner without a word. Cậu ta rời cái bữa ăn tối không nói một tiếng rồi giận rồi. Tại cái ông cook ổng ho vô đồ ăn của cậu ta. Đấy. Sao không biết, dễ quá mà. Dễ quá mà. That's a good question. Khi mà gặp một danh từ, làm sao mình biết ngôi đó là ngôi thứ mấy để chia động từ? Okay, that's a good question. Okay, let me finish this first, okay? Then I explain to you, okay? Okay, now, next one. Her dog is sick. I'm sorry. Con chó của cô ta thì đang bệnh. Nói về nhân vật thứ ba. Con chó cũng là nhân vật thứ ba, phải không các anh chị? Mình đâu có nói trực tiếp với con chó đâu, mà mình nói một cách, một nói cái người nào với cái người nào đó về cái con chó của cô ta. Right. Hay là this one. The scary lion. Sorry, phải ho một cái mạnh nữa. Okay, the scary lion sat on the top of the rocks and roared. Khi con sư tử mà nhìn trông rất là sợ hãi. Nhìn nó là thấy sợ rồi. Okay, cái này việc như vậy. Ngồi ở trên cái cục đá đó, trên những cái cục đá đó này, mình phải tưởng tượng có nhiều cục đá nó chất chất chồng 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 lên với nhau, rồi con sư tử nó ngồi ở trên. Sát ở đây có nghĩa là mình, và nó ngồi ở trên cái đỉnh của những cái cục đá chất chồng lên. Các anh chị phải tưởng tượng gì học grammar với tiểu mi là phải tưởng tượng. Và nó gầm gừ lên, roar là gì các anh chị? Và nó gầm lên, nó gầm lên dịch như vậy. So the thing which is in this case is the lion, phải không? Is being spoken about, có nghĩa là someone tell someone else about the lion, right? So the lion is the third person. Thank you. Okay, now next one. Hey, this is the passage too. Another long story. Giờ mình kể cho cái người trước mặt mình về cái nhân vật Fred. Fred was more concerned for Melinda than she knew. He stopped at the first fisherman hut. He saw and spoke with the man at the half door. Giờ một cái người nào đó kể cho một cái người nào đó về Fred. So Fred là nhân vật thứ ba được kể tới. Fred thì càng lo lắng hơn cho Melinda. Nghĩa là cô Melinda cổ biết là Fred lo cho cổ, nhưng mà thật sự Fred còn lo hơn là cái sự 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 tưởng tượng của cô Melinda. Câu này dịch như vậy đó, Melinda cổ biết là Fred lo cho cổ. Cũng giống như hai người yêu nhau đó. I know you love me. No, 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 no. You don't know how much more I love you than you thought. Khái như vậy, các anh chị hiểu gì? Melinda dancing nude, có nghĩa là cô Melinda này cổ biết cậu Fred lo, nhưng mà cái cậu chỉ biết một phần thôi, cậu cậu còn lo hơn cái một phần nữa, cậu còn lo cho cô này 10 phần chứ không phải là một phần. Thế
And cậu ta ngừng ở tại cái fisherman hut là gì các anh chị? Hut có nghĩa là hut ở đây có con, không phải hut đây giống như một cái tiệm hay là một cái nhà để cho những cái người mà câu cá họ ghé đó, trong đó bán đồ ăn hay là bán những cái đồ câu cá hay là gì đại khái như vậy, gọi là cái hut. Coi từ điển nó dịch là hut là gì, phải không? Túp lều á, thật sự ra không gọi là túp lều mà nó giống như cái tiệm, cái quán gì đó. Ok, rồi cậu ta thấy, cậu ta gặp và nói chuyện với cái người đàn ông at the half door là gì các anh chị? Cái túp lều hả? Túp lều của người đánh cá hả? At the first. Ok, nói vậy cũng được đi. Half door là gì các anh chị? Bây giờ Tiểu My không có còn thấy cái half door nữa. Hồi xưa những cái quán rượu á, nhất là ở ở ở ở Texas, có những cái quán rượu mà bán rượu cho những cái ông cowboy rồi này kia đó, vô uống rượu đó, thì thường thường họ làm cái half door, nghĩa là cái cửa nó lưng chừng thôi, nó có nửa cái cửa thôi, cái cửa nó lưng chừng thôi á. Khi mình đi ra đi vô mình đẩy nó khá như vậy, nghĩa là nó hổng ở phía trên, nó hổng ở phía dưới luôn, không phải cái cửa sổ, cái cửa nó hổng ở phía trên và nó hổng ở phía dưới luôn. Ok, giống như trong mấy cái phim cowboy á, các anh chị sẽ thấy rất là nhiều cái half door. Rồi, phim cowboy á. Ok, now next one. So đó là ngôi thứ ba. Ok, so person ở đây là ngôi thứ. Rồi các anh chị nắm vững ba ngôi rồi chứ gì, phải không? Ok, now cái điểm này quan trọng. Verb and the subject must be in the same person. Verb usually have a different form only in the third person singular of the present tense. Nghĩa là gì? Động từ và chủ từ nó phải agreement với nhau, nó phải cùng ngôi thứ với nhau. Ví dụ như ngôi thứ nhất thì động từ phải đi theo ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì động từ phải đi theo ngôi thứ hai. Chỉ có khác một cái là từ với động từ nó hơi khác chút xíu ở cái thì hiện tại. Cho thí dụ như vậy, I play là ngôi thứ nhất, you play là ngôi thứ hai, giống nhau. Nhưng mà cái ngôi thứ ba đó, she đó, thì phải là she plays. Ok, cho cái thì hiện tại. Think he, she thinks singular, but we think, you think and they think the same plural. Đây là cách conjugate, có nghĩa là chia động từ đó, ở ở cái thì hiện tại. Có câu hỏi là khi nào, I'm sorry, bây giờ để trước khi qua cái và để xong cái bài này đi rồi trả lời luôn. Thôi trả lời liền đi, đừng thôi hồi quên á. Cái câu hỏi hồi nãy của ai đó nói, khi nào mình thấy một cái danh từ, làm sao mà mình biết nó là ngôi thứ mấy để mình chia động từ? Ok, danh từ nha, chứ không phải là đại danh từ nha các anh chị. Thí dụ như câu này,
Mister Brown. Mr. Brown là một cái danh từ, mình gọi là broken now. Plays guitar. So Mr. Brown ở đây là ngôi thứ mấy các anh chị? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Tại sao? Tại vì mình đang nói về ông Brown. Nếu mà mình nói về ngôi thứ hai, mình phải nói là you, phải không? Do you play guitar? Phải không? Mình phải dùng chữ you. Chứ đâu, mình đâu có nói là even mình nói là Mr. Brown cho ngôi thứ hai đi, ok? Mình phải nhấn mạnh chữ you, ok? Mr. Brown, you. Playing guitar. Ví dụ như vậy đi. Ok. Even mình nói cái nhân vật thứ hai, mình phải để cái chữ you vô. Để cho biết, để cho ông Brown biết là mình đang nói trực tiếp tới ổng. Còn nếu mình không để chữ you vô thì ổng không có biết là mình đang nói trực tiếp tới ổng, mà ổng tưởng là mình đang nói Mr. Brown nào khác. Anh chị đồng ý không nè? Phải không? Nếu mà mình nói nhân vật thứ ba thì mình không có cần chữ you. Còn nếu mà mình nói nhân vật thứ hai mà mình muốn lặp lại cái Mr. Brown, bắt buộc mình phải để chữ you vô. Mr. Brown, you are playing guitar, do you know that? Thắng như vậy. Anh chị thấy rõ ràng khác phải không? Bây giờ coi câu này. My father. Okay. Is a doctor. Ví dụ vậy đi. Thì đây là cái chủ từ ở đây là my father. Cũng là một cái danh từ, father là danh từ, đừng có confuse cái my nha. Father là một danh từ tại mình đang nói về người cha, phải không? Chứ mình đâu có nói về cái của đâu, của mình đâu. Mình đang nói về người cha. Thành ra khi mà mình nói my father thì mình phải hiểu đó là nhân vật thứ ba, là cái người mà mình đang nói tới, nghĩa là mình đang nói cái người đứng với cái người đứng trước mặt mình về ba của mình. Thành ra rõ ràng my father không thể nào là nhân vật thứ nhất, là cái người đang nói, hoặc là cái nhân vật thứ hai trực tiếp trước mặt của mình không có nói. Ví dụ như my father là nhân vật thứ hai đứng trước mặt của mình, có bao giờ mình nói my father is a doctor? What you talking about? You have not a father. Cái như gì? Your mom have not a man. Phải không? Ông sẽ nói như vậy. You have not a father. I'm standing in front of you. What you talking about? Your mom have not a man. Là cái ông sẽ xài xẻ mình như vậy liền. Phải không? Đồng ý không nè? Thành ra dĩ nhiên my father ở đây có nghĩa là mình nói về cái người cha của mình, nhân vật thứ ba mà khi không có ở đây. Mình đang nói với cái người khác về ba của mình. Thấy không nè? Ví dụ mình nói the children went at you. Chàng có những cái câu mà tiếng Anh không biết nó from from where. How you get that? The children play game. I'm at you lady. The lên đây nè. The children play game. Khi mà mình nói là the children play game thì có nghĩa là mình nói về cái nhân vật thứ ba, và cái nhân vật này là nhiều người. Thành ra mình không có thể nói là là đó là nhân vật thứ hai. Và khi mà mình nói về nhân vật thứ ba thì mình phải chia động từ theo theo cái ngôi thứ ba. Okay. I'm at you hả?
I don't know where you get that. Ok. À, tiếng My không dám nói sách ở bên Việt Nam, tiếng My không sách ngữ Pháp, à, tiếng Việt hết. Những cái bài học mà tiếng My chia sẻ các anh chị là sách ở đại học của Mỹ đấy nha các anh chị. Ok rồi, đó là hồi nãy ai hỏi về vấn đề này, em hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Nói tóm lại, chủ từ với động từ phải đi đôi với nhau. Và nó chỉ khác ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai giống nhau. Và nó chỉ khác cái ngôi thứ ba, thường thường động từ có S hay là ES. Và cái câu hỏi khi nào là S and khi nào là ES. Anh chị nhớ cái luật này không? Cái này cũng là một cái điểm quan trọng. Việt Nam chứ Mỹ đâu. Nói tiếng Việt mà. Adding with S or ES. Khi nào khi nào mình thêm S and khi nào mình thêm ES. Anh chị nhớ luật này không? Tất cả nó có hai luật mà thôi. Thế okay. Điều thứ nhất lượt thứ nhất nó đâu phải đâu, cái đó là động từ nha. Ok, cái đó là động từ. Khi okay, nó có hai luật, when a verb ends in ch, sh, ss, x, z or o. Có chữ o không ta? No, không có chữ o phải không? Có chữ o, đúng rồi. Gia đình mình đang nói về động từ đúng rồi. Cái kia đó là chó, cái kia là nói về động từ quá khứ thêm ed á, okay. Thêm ed đó, tạ Linh. À, các anh chị học học ngữ pháp nhiều quá, các anh chị bị tẩu hỏa. Ok, những cái động từ mà phía sau nó có những cái chữ này ch, sh, ss, x, z, or o thì mình sẽ thêm es. Ok, có người cho Thiểm My cái câu này. Nhưng mà cái câu này thì Thiểm My thấy nó cũng không có ấy lắm. Ông già sáng sỉnh chiều sai. Với Thiểm My thì các anh chị cứ nhớ những cái động từ nào mà nó có chờ chờ, chờ chờ, xì xì, xì xì, giờ giờ, nó xì xì ra ngoài đó thì mình thêm es. Ok, chờ nè, sờ nè, sờ nè, giờ nè, phải không các anh chị? Right, xuống sông ông chớ sợ, sợ gì hả? Sợ gì cũng được, câu này cũng đúng được. Nhưng mà với Tiểu My rất là dễ các anh chị, cái gì mà nó xì xì sờ sờ chờ chờ ra đó là mình cứ thêm es là ngay chốc. Right, là đúng ngay chốc. Giống như church. Right, kiss, cái gì mà xì xì sờ sờ chờ chờ thì các anh chị cứ thêm es là đúng. Ok, là đúng. Sáng sỉnh chiều đang học. Yeah, đại khái như vậy. Phải không nè? Ví dụ mình nói chữ chợ. Khi mà mình phát âm cái ending sound đó các anh chị, mà các anh chị phát âm chưa có rõ, các anh chị cứ phát âm
Rõ ra thì các anh chị sẽ nghe chờ chờ, xì xì, sờ sờ, giống như chữ chờ chờ, thấy không? Chờ chờ, right? Kiss, 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 thấy không? Hay là washer, right? Cái chỉ phát âm rõ ra thì nó sẽ nghe cái chữ chờ chờ. Thành ra mình đâu có thể nào nào giờ mình cho cái động từ đi, thí dụ động từ đâu phải là thót chờ hay thót sờ hay thót sờ hay thót gì đâu, phải không? Thành ra với cái động từ này ngôi thứ ba mình chỉ thêm s mà thôi, mình không có thêm es, đồng ý không nào? Nghĩa là cái động từ nào mà mình phát âm rõ ra nó nghe chờ chờ sờ sờ xì 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 gì đó thì mình thêm es, còn nếu mà nó không có nghe cái gì mà xì xì ra đó thì mình chỉ thêm s mà thôi. Thí dụ như động từ to fly, no, đừng đừng cho động từ. Thí dụ như động từ to sing, khi mà các anh chị phát âm rõ ra thì các anh chị sẽ phát âm là sing, đúng không? Thế nên nó đâu có cái âm mà chờ chờ xì xì sờ sờ xì xì đâu. Và nếu mà nó không phải những cái âm đó thì mình chỉ thêm s thôi, không ý không nào? Chứ không có thêm es. Thí dụ như động từ khác đi, động từ to sleep, ok, phát âm rõ ra là sleep, bờ, đúng không? Sleep, right? Thành ra nó cũng không có cái âm sờ sờ xì xì ở phía sau, phải không? Thành ra mình chỉ thêm s mà thôi, ok, right? Các anh chị thấy đúng không? Giờ cho bất cứ một cái động từ nào khác mà cuối cùng mình phát âm rõ ra mà nó không có nghe cái chờ chờ xì xì sờ sờ xì gì đó, xì xì ở trong miệng mình á, thì mình chỉ thêm s thôi. Mà nếu có những cái âm đó thì mình thêm ES. Đấy. Ok, cho thí dụ nha. Thì wash it. Thấy không? Wash. Có cái giờ phát âm rõ ra là washer. Right? Hay là watcher, đúng không? Có nó có sờ sờ chờ chờ đó thì mình thêm es. Wash. Có cái cc ra đó, wash. Right, washer, right? Hay là watch, watcher. Nếu mình không phát âm thì mình phải đọc là watch. Hay là wash, wash, wash. Chứ mình đâu có đọc là watch được đâu. Nếu mà các anh chị đọc watch là nó ra cái này, ok, anh chị phải đọc wash nó mới ra cái này, right? Ok rồi, lấy những cái thí dụ thực tế, ok, những cái thí dụ thực tế. Catcher, catcher. So mình có cái âm chờ ở phía sau thì mình thêm es. He catches the ball. Trong khi đó, I catch the ball. Chỉ có ngôi thứ ba mới thêm es thôi nha các anh chị. Hay là, đó là ch. Nó là âm gió đó. Thường thường đó, mình khó mà. We have a hard time to sound the ending. Ending sound. Mình thường thường cái mình có cái sự khó khăn để mình phát âm cái âm cuối á, thì các anh chị cứ phát âm rõ nó ra. Ví dụ như washer, catcher, pusher, dasher, crusher, basher, polisher, rusher, right? Mình phát âm rõ ra như vậy và mình đọc nhiều lần washer, washer, washer,
washer. Cái extension mình phải cong lưỡi lên. Okay, nhớ các anh chị phải cong cái lưỡi ở phía trong lên mới phát âm đúng được. Wash. Khi cong lưỡi rồi mình chu cái miệng ra, chu cái miệng giống như là hút thuốc vậy đó. Wash. Washer. Rồi mình phát âm rõ ra. Washer, 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 washer. Rồi mình đọc nhiều lần cho cái miệng mình nó ăn hai cái âm luôn. Khi mà các anh chị lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự động cái miệng của mình sẽ ghép được hai cái âm đó. Washer, 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 washer. Rồi mình đọc nhanh 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 nhanh. Rồi mình đánh cái hơi ra thôi, đánh cái âm cuối, đánh cái hơi gió ra thôi. Washer, 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 wash. See? Washer, 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 wash, wash. Bắt buộc là có hai âm trong miệng. Cho dù cái âm sau nó nhỏ cách mấy đi nữa, cái miệng mình nó cũng phải lặp lại hai âm. Wash. Nào biết không nào? Ok. Church. 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 Mình không có phát âm được âm cuối thì mình nói rõ ra. Church. 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 See? Sau cùng mình không có cần nói chữ chờ, mình chỉ đánh cái âm nó ra thôi. Church. 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 Anh chị nghe không? Đó là cách mà mình tập phát âm, mình tập phát cái âm cuối ra. Okay, push, 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 push. Okay, đó là âm SH. Bây giờ cái âm SS ở phía sau. Oh boy, không post ra được kìa nè. Oh, I know. Okay, we should stop right here. Okay, S. Boss. So mình phải thêm ES sau mấy cái động từ này, phải không? Bosses. Passes. Bypasses. Crosses. Dismisses. He presses, kisses, misses, presses, and dresses. Các anh chị nhớ cái âm S ở phía sau. Thêm một âm S ở phía sau nữa, mình phải đọc khép nhau. Thí dụ như cái này, blaze. CE ở phía sau nó là âm S. Okay, mình phải đọc có cái âm S ở phía sau. Blaze. Place, chứ không phải là play, không phải là play nha, mà là place. Và nếu mà thêm một cái âm S ở phía sau nữa, nên mình phải đọc nó khác liền, chứ mình không có thể nào là đọc là place. Mình không thể nào đọc place sờ sờ được chân á. Đấy, mình phải đọc nó khác một chút xíu. Places. Okay. Places, tại nó có hai cái âm S. Cũng giống như chữ boss á, nó có âm S rồi mình thêm ES ở phía sau cũng là âm S, phải không? Thành ra mình phải đọc là bosses, passes, kisses, misses. Hay là cái hay là cái I'm sorry. hay là cái gì đây? Office, phải không? Mình phải đọc cái âm S ở phía sau. Office. Office, nó có rất nhiều không các anh chị? Thêm một cái âm S nữa thì mình sẽ đọc là offices, phải không? Offices, right? Tại nó có hai cái âm S ở phía sau, nên mình phải đọc là thêm cái âm nữa là chữ, thường thường là chữ it. It này hay là it này, I don't know. Get, okay. Rồi tiếp tục chữ fix. Mình lấy thí dụ những cái sau ending sau là chờ, sờ, sờ, sờ.
fix, fixes, mixes, oxes, boxes, là cái gì vậy? Âm gì? Âm gì thì tiếng Việt chỉ có hai động từ thôi. Mosquito buzzes in my ear all night. Cái con muỗi á, buzzes là nó kêu do da trên bên cái lỗ tai mình á, buzzes là nó kêu do da đó các anh chị. Ở bên lỗ tai mình cả đêm luôn á, bực thì thôi á, cái gì vậy? Và cuối cùng là các anh chị biết, cuối cùng là âm O, là do and go. She does. Thành ra mình phải thêm ES, phải không? She does her homework. Hay là go. Hay là go. Okay, he go, go, he goes. Người Mỹ đó họ không có đọc là girls. Các anh chị đọc girls cũng được nha. Người Anh thường thường họ đọc là girls, chứ người Mỹ họ đọc là goes. Cũng y chang như chữ go vậy đó, mà họ thêm s mà thôi. He goes to the church. Đó là luật thứ nhất. Những cái động từ nào nào phía sau mà nó có những cái âm chờ 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 gì gì nó xì xì ra đó các anh chị, thì thêm es với cái âm o. Ngoài ra còn một cái luật khác nữa, cuối cùng bằng chữ y. Những động từ cuối cùng bằng chữ y, mình đang học về động từ nha các anh chị. When a verb ends in y thì mình có hai cách. There are two ways to change. Cách thứ nhất, là mình đổi change the y to i and add the es when the verb ends in a consonant followed by y. Có nghĩa là nếu mà động từ cuối cùng bằng chữ y và đứng trước chữ y nó là một phụ âm. Ok, câu này có nghĩa là như vậy. Khi mà động từ cuối cùng bằng một phụ âm và theo sau nó là chữ y, có nghĩa là những cái động từ cuối cùng bằng chữ y đứng trước nó là một cái phụ âm, dịch ngược lại như vậy, thì mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm es theo cái định nghĩa. Okay. Thí dụ deny, cry, lie, fly, study, carry, hurry, copy, marry. Xưa các anh chị thấy đứng trước chữ Y là chữ N, là chữ O, chữ L, chữ L, chữ D, chữ R, chữ O, chữ P, and chữ O là phụ âm. Các anh chị biết phụ âm là gì, nguyên âm là gì, phải không? Uể oải là năm cái nguyên âm ở trong cái alphabet order. Trong 26 chữ cái của tiếng Mỹ thì năm chữ này là vowel, là nguyên âm. Tất cả những chữ còn lại là phụ âm. Thế thành ra các anh chị thấy chữ N nó cũng không có nằm trong uể oải, chữ O nó cũng không có phải là uể oải, chữ L nó cũng không có nằm trong uể oải, thành ra nó là phụ âm, là consonant theo cái định nghĩa. Thế thành ra nếu mà trường hợp này thì mình bỏ chữ Y đi rồi mình mới thêm ES. Thế thí dụ the prisoner denies. Các anh chị thấy không? Bỏ chữ Y đi, thế bằng chữ I rồi mới thêm ES. The prisoner denies that he robs the bank. Cái người tù chối từ chối
Nghĩa là tiếng Việt mình dịch trại là cái người tù nó chối là nó không có ăn cắp nhà băng, ok, nó không có ăn cướp nhà băng, nó chối như vậy đó. Deny là từ chối cái lời mà nó khai là nó ăn cướp nhà băng. Rồi cái cách thứ hai cuối cùng cũng bằng chữ why, nhưng mà đứng trước chữ why là một nguyên âm, ok, nguyên âm là nó gồm có một trong cái năm chữ uể oải đó. Thì cái trường hợp này mình theo luật chung là mình chỉ thêm S mà thôi. When a verb ends in Y, have a vowel before the Y, we just add an S at the end. Okay. Nghĩa là khi một động từ cuối cùng bằng chữ Y và nó có một cái nguyên âm đứng trước chữ Y thì mình chỉ thêm S mà thôi. Ví dụ như những cái động từ này. Buy, say, break, spray, pay, annoy, stay, and play. Like he stay up late. He stay up late là gì các anh chị? Ông ta đứng lên trễ, phải không? Ông ta đứng lên trễ. He stay up late là gì các anh chị? Hả? Yes, ông ta thức khuya. Okay. Stay là ở trong cái tình trạng nào đó. Up là trong tình trạng đứng lên, phải không? Right. Trong tình trạng nó lên chứ không phải là nó ngang, right? Không phải nó ngang. Thành ra khi mình ngủ mình phải nằm ngang chứ mình đâu có up được, phải không? Có ai mà ngủ đứng không? Thành ra đây là nói là mình thức khuya, có nghĩa là và mình thức khuya, phải như vậy. Ok, đó là hai trường hợp. Bây giờ Tiểu My có một cái trick cho các anh chị rất là dễ nhớ. Các anh chị thấy chữ uể oải, đây là năm cái nguyên âm, và sometimes mình thuyết chữ Y nó cũng giống như là một cái nguyên âm khác, ok, coi như mình có 6 cái nguyên âm đi, right. Rồi bây giờ mình cho một cái thí dụ chữ buy, ok, thì các anh chị thấy chữ buy ở sau cùng nó có đến hai nguyên âm, đồng ý không nào? Chữ you cũng là nguyên âm, chữ Y cũng là nguyên âm, we have two vowels at the end, right? Số 2 có nghĩa là nhiều, phải không? Thường thường 2 là nhiều. Thành ra nó là nhiều rồi, mình không có cần làm thêm chi cho nó mệt, cho nó nhiều thêm. Mình chỉ theo cái luật chung là thêm S. Ok. She buys. Khi một động từ khác. Động từ to play. Ở phía sau nó hai nguyên âm là chữ A và chữ Y. Thành ra hai có nghĩa là nhiều. Nên khi mà mình chia cái ngôi thứ ba thì mình sẽ nói mình theo cái luật chung là tại play nó hai nguyên âm nó nhiều rồi, mình chỉ thêm S mà thôi. Nào. Một động từ khác annoy, chữ ô kích thì mình phải làm cho nó nhiều ra, đồng ý không nhỉ? Một là ít hoặc là không có luôn, phải không? Chữ quay nhiều khi nó cũng không phải là nguyên âm, là nó không có luôn,
thành ra coi như là nó ít quá, mình phải làm cho nó nhiều ra. Nhiều ra bằng cách là mình theo cái luật của nó, bỏ chữ y thế bằng chữ i, rồi mình mới thêm es. Ok, he cries. Đấy, hay là một động từ khác, ví dụ như chữ study. See, study ở phía sau nó chỉ có một nguyên âm hoặc là không có luôn, là ít quá phải không? Thế nên mình phải làm cho nó nhiều ra, bỏ chữ y thêm chữ i, rồi mình mới thêm es. Ok, đấy, một cái khác nữa nha. Ví dụ như động từ carry, ok, cũng là một thôi, ít quá phải không? Mình phải làm cho nó nhiều ra, bỏ chữ y thế bằng chữ i, rồi mình thêm es. Ok, dễ không các anh chị hả? Chữ thôi cũng vậy, mới cắt nghĩa rồi mà thô đổ gì đó, nó đến hai nguyên âm phải không, chữ o và chữ y phải không, đến hai lần, hai là nhiều, nên mình không làm chi cho nó thêm nữa, mệt, nó nhiều rồi làm chi cho nhiều thêm, nên mình theo cái luật chung là thêm s. Nhớ nha, sáu chữ này mình coi nó như là, I'm sorry, nhớ chữ quể quải đi cho nó dễ. Sáu cái này coi như nó là một nguyên âm đi, nó là nguyên âm, ok, rồi từ đó mà mình coi cái động từ ở phía sau nó có nhiều nguyên âm hay là ít nguyên âm. Nhiều á thì mình không cần làm gì hết trơn, nó đã nhiều rồi, mình chỉ theo luật chung là thêm s. Còn nếu mà nó ít thì mình làm cho nó nhiều ra bằng cách mình bỏ chữ y thế bằng chữ i rồi thêm es. Ví dụ cuối cùng nha, cho thô đổ nè, thô đổ nè. Cái này làm sao? She thơ thơ thỏ đổ thơ đổ gì đó, thơ đổ gì đó. Cái này làm sao? Thơ đổ. Thơ đổ làm đi. Thêm thêm sao? Very good. No, sai rồi. Yeah, đúng rồi. Tại vì nó đúng rồi, sorry, đúng rồi, tại vì nó ít hơn fly. Nó gần như không có luôn, thành ra mình phải làm cho nó nhiều ra. Ok. Rồi bây giờ làm bài tập thử coi nha. Say. Ok, say. Bây giờ các anh chị làm đi, nãy giờ chúng mình nói nhiều quá. Thì các anh chị làm đi. Say là nói đó. Cô ta nói làm sao? Yeah, she say. Đấy. Chữ say nó có hai lần, hai lần. Yeah, đúng rồi. Phải không? Hai là nhiều phải không? Thành ra không cần làm gì hết trơn. Right? Stay. Stay. He stay. Stay. Cái thôi không phải là động động từ nha các anh chị, mình đang cho về động từ. Yeah, stay cũng là hai, nhiều rồi, thành ra mình thêm s mà thôi. Mary. Mary. Yeah, Mary, mặc dù cái chữ nó dài thiệt nhưng mà nó chỉ có một nguyên âm thôi, phải không? Thành ra mình phải làm cho nó ra nhiều thêm nữa. Đấy, cái gì mà nó ở phía sau nó ít nguyên âm thì mình làm cho nhiều ra. Ok, next one. Let's see, wait a minute. Wait, my English. Ok, tiếp tục nha. Sorry các anh chị đang đang đọc cái information. Ok, coi cái nào nữa. Alive.
Lai là đồng minh với nhau á, đồng minh với nhau á. Lai Lai là đồng minh đó. Hồi nãy có mà phải không? Yes, okay. Tại vì chỉ có một là ít quá thôi, mình phải làm cho nó nhiều ra. Annoy. 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 Annoy là làm phiền bực mình rồi này kia đó. Yes, nó có hai lượng phải không? Nhiều, thành ra mình không có cần làm chi cho thêm ra. Destroy. Destroy là phá hủy. Destroy. Yes. Ok, không ai được sai hết trơn nha. Cái trick này rất là dễ nhớ phải không? Cái anh chị cái mẹo này rất là dễ nhớ phải không? Delay. 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 Yes. Không có ngoại lệ, hầu như không có ngoại lệ. Empty. Empty là làm cho sạch, làm cho trống. Empty. Very good. Right. Okay, let's see what else. Identify. Identify là nhận ra đó. Thêm S hay là ES nha. Ok, chứ chứ không phải là quá khứ nha. Yes, identify chỉ có một, mặc dù cái chữ nó dài thiệt, right? Nhưng mà cuối cùng nó chỉ có một nguyên âm thôi, gần như không có nữa, thành ra mình phải làm cho nó nhiều ra nữa. Là mình phải thêm I and ES. Mary. Mary. I'm sorry, không phải là động từ nha. Các anh chị đừng có thêm Mary. Yeah, Mary. Obey. Obey. Obey là vâng lời. Yes, obey. Very good. Okay. Cái này các anh chị không cần nhớ, chỉ nhớ cái mẹo là được rồi. Rely. Rely. Rely on có nghĩa là nhờ vào cái gì đó. Rely. Very good. Rely doctor landing. Trời, doctor mà dở quá vậy. Này đi, đừng có đi doctor này nha. Bệnh mà đi doctor này. Obey là ngoại lệ hả? Đâu có ngoại lệ đâu, obey cũng thêm S thôi. Okay. Okay, now next one, certify. Certify. Yes, certify. And what else? And last one, terrify. Last one nha, cuối cùng. Terrify. Ok rồi. Các anh chị nắm vững rồi phải không? Nhớ cái mẹo đó rất là dễ phải không các anh chị? Thành ra mình không có sợ nữa phải không? Right. Cho dù những cái động từ đó mình chưa bao giờ gặp mà mình cứ theo cái mẹo này là được. Ok. Đồng ý không nè? Cái mẹo này rất là dễ phải không? Không nhớ này là tiểu mi cũng thua luôn. Ob có ba nguyên âm là chỉ thêm s thôi à cô. Có ba nguyên âm là what? Là what? Terrify là ba nguyên âm rồi.
bà clarify là ba nguyên âm rồi thêm s ở đâu mà thêm s, phải không? Tear. Yes, okay. Bởi vì người ta nói người bán không bao giờ nhầm hết trơn, chỉ có người mua mới nhầm thôi. Ok. Tiểu My đang bán cái ốc của Tiểu My cho các anh chị mà sao Tiểu My nhầm được. Tiểu My đang bán cái mồ hôi và nước mắt cho các anh chị sao Tiểu My nhầm được. Chứ là trong room này nha, với Tiểu My không có được thử Tiểu My nha. Ok. Không có được thử á nha. Thử thua là cái chắc. Right. Coi phải uống mật gấu mới lên mới phải uống mật gấu mới 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 vô room cầm mic như vậy. Khi uống mật gấu rồi không sợ ai hết trơn á. Thua là cái chắc. 10 phần thua hết 19 phần rồi, không dám nói 11 phần. Ok rồi, bây giờ mình qua cái bài tập khác. Áp dụng về cái khi nào thêm s và khi nào thêm es nha các anh chị. Bây giờ chị mới cho các anh chị một câu như gì, coi các anh chị thêm s hay là thêm es. Ok, I don't know. Các anh chị biết, bất cứ biết cái vấn đề gì, biết ít biết nhiều gì cũng có thể chia sẻ được hết, không sao hết trơn á, đừng có sợ, đừng có ngại, trình độ nào cũng cầm mic được hết trơn á. Cái vấn đề là khi mà mình bị người ta tấn công mình thì mình phải làm sao thôi. Phải không nè, các anh chị cứ chia sẻ tất cả những gì mình biết à, hả, mà rủi mà người ta có hỏi mà mình bí thì mình chỉ nói ồ xin lỗi nha, để tôi check lại. Ok, hay là mình quăng mai mình chạy. Bỏ 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 mai chạy lấy người, thế dễ quá mà. Có hai cách. Ok, cái cách khôn là mình nói ồ vậy hả, ồ cái này tôi không có sure nữa, để tôi check lại. Ok. Mình đừng nói mình không biết, không biết mà cũng bày đặt lên cầm mai dạy người ta chán thì thôi. Thì mình đừng nói vậy, không nói ồ vậy hả tôi không biết nữa. Tôi không biết nữa, tôi không sure nữa, connect. Disconnect. Vậy anh nên nói tóm lại, các anh chị đừng có sợ. Ok, mình biết cái gì á mình nên chia sẻ. Ok, mình nên chia sẻ. Ok, chia sẻ cái sự hiểu biết của mình. Ok. Không, cái này là sự thật chứ, nhiều khi Tiểu My cũng làm vậy. Ok. Now, let's do this. She washed the dishes. Okay. She washed the dishes. Làm đi các anh chị. Yeah, she washes. Wash chứ không phải watch. Okay, dùng and th. Very good. Okay, next one. Nhớ nha, mình chỉ có hai luật thôi. Luật thứ nhất là cuối cùng bằng những cái âm sờ sờ, xì xì, sờ chờ, sờ sờ, gì đó. Với âm O thì mình thêm ES. Cái luật thứ hai cuối cùng bằng chữ Y thì có hai cách thì mình mới chia sẻ đó. Nếu mà sau cùng nó nhiều nguyên âm thì mình không cần làm thêm nữa, chỉ thêm luật chung là thêm S. Nếu sau cùng nó ít nguyên âm thì mình làm cho nó nhiều ra bằng cách mình bỏ chữ Y rồi thêm ES. Okay. Đó là hai luật. Now, next one. Bird fly south for the winter. Nhớ nha, không được sai nha các anh chị, please. Nãy giờ thì mới có nghĩa rõ ràng á. Okay, next one. Yeah, fly chỉ có một thôi. Thành ra mình làm cho nó nhiều ra. Her brother's teeth annoyed her. Cái sự mà chọc ghẹo của anh trai của cô ta thì làm cho cô ta làm phiền cô ta, làm bực mình đó. Yes, annoys, s only, tại nó có hai nguyên âm phía sau.
Okay, next one. He say hello when he met me on the street. Cái chỗ đó gọi là con chim meet làm sao? Con chim meet làm sao? When he yes, as luôn, phải không? Okay, now next one, very good. Chữ say nó hai lần là nó nhiều rồi, mình chỉ thêm s mà thôi. Okay. He sprayed his name on the wall. Ông ta xịt dùng cái ống xịt viết cái tên của ông ta trên giấy tờ. Very good spray. Okay, next one. My boss read all the all of the mail. Yeah, S. Okay, next one. He bossed me around. Boss ở đây là bosses. Nghĩa là ông ta chỉ tay ba ngón bắt tôi làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, ngồi đó mà chỉ bắt tôi làm này làm kia, gọi là bosses. Okay. Làm tàn á, không biết dịch sao. Bosses là ra lệnh mình làm này làm kia làm nọ, mình gọi là don't bosses me, don't boss me. Cái gì vậy? She không có muốn đi. Yeah, doesn't. Right, doesn't. Very good. Okay, next one. He studied her face to see if he knew her. Study ở đây là nhìn chăm chăm nha các anh chị. Nhìn kỹ càng nhá, nhìn chăm chăm vô mặt của cô ta để xem có cậu ta có nhớ có biết cô ta hay không. Drink water. Cái study nó chỉ có một nguyên âm ở phía sau thôi, gần như là không có, thì nó phải làm cho nhiều ra. Okay, làm cho nhiều ra. Drink water. Okay, không phải là study with the S only. Okay, you have to omit the I and change to the Y and add the ES. Okay, next one. Drink water. Do you see it? Yeah, thank you. The manager. Yeah, the manager sent letters to many other company. Yeah, usually a word have many meaning nha Dương Nguyễn. Một chữ có thể nó có nhiều nghĩa chứ không phải chỉ có một nghĩa mà thôi. Okay. We don't we don't talk about the past tense. Okay. She play all morning. I mean morning in the backyard. Yeah, place. Yeah, conjugate. Take the road that branch to the right. Yeah, branches. Hãy đi cái con đường mà nó branch là chia nhánh ra hay là rẽ ra. Nó rẽ về hướng trái, I mean hướng mặt, hướng phải. Okay, now next one. The dog dash after cars. Yeah, dash it. Nghĩa là gì các anh chị? Con chó thì nó rượt theo những chiếc xe đó, nó chạy phía sau những chiếc xe, nó rượt theo những chiếc xe đó.
Okay, Mr. and Mrs. Nguyen fly to California every winter. Winter. Fly. NTH, okay? NTH. Yeah, fly. Two person, right? That's a plural. So we don't have the S, okay? Fly. Phải mà coi không kỹ thì nói người ta lừa. You're right. The bird watch the sunset until it disappears. Cái người thi sĩ thì nhìn mặt trời. Sunset là lặn hay là mọc các anh chị? Hả? Sunset là lặn hay là mọc? Mặt trời lặn hay là mọc trời mọc? Yeah, mặt trời lặn. Mặt trời mọc là sunrise, right? Yeah, watches, okay? Now, next one. Mr. Harry teach English from 2 to 5 p.m. Yeah, teaches. Okay, next one. Miss Peters write letters for me. Ráng làm cho hết bài tập này nha các anh chị, để các anh chị nhớ luôn tới già. Khi nào thêm S and khi nào thêm ES, right? Okay, next one. Almost everyone works very hard. Muốn làm nữa hay là chuyển bài khác? Còn khoảng 20 câu nữa. Want continue or wait? Làm nữa hả? Làm hết luôn hả? Ok. Chị giỏi grammar nhưng có nhiều anh chị cũng còn yếu á. Ok. Tiểu My muốn học bài nào mình phải nắm vững cái bài đó. Yeah, she reaches because the ch, okay? She reaches the apple on the tree. Okay, next one. Cũng lẻ thôi, okay? Câu dễ trước đi. I need some money for my textbooks. Yeah, nhớ nha, ai nha, chứ không phải là she nha, Lệ Quyên. Pocahontas. Pocahontas. Are you American Indian? Mình chào Phú Tâm mới giờ. My friend study his English lesson 1 hour every night. Yeah, study. Ok, kiếm cái câu nào. This one đi. England and America allied themselves during World War II. Nước Anh và nước Mỹ đồng minh, họ đồng minh với nhau suốt cái Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ nhất năm nào, Thế chiến thứ hai năm nào, các anh chị nhớ không? Học như két, ok, thuộc lòng luôn, ok. Ok. Nhớ hôm qua Tiểu My nói học như kép không? 14, 18. Tới này 45. Mình học như vậy đó. 14, 18, 39, 45, 14, 18, 39, 45, 14, 18, 39, 45. Mình học như vậy đó. Anh đã thấy chiến thứ nhất là 19, 14, 19, 18.
Thế chiến thứ hai là 1939, 1945, ok. Nghĩa là khoảng thời gian, hai cái khoảng thời gian này á, là thế chiến. Cái này cũng giúp cho các anh chị về lịch sử đó. Thế chiến thứ nhất, 1418, từ năm 14 cho tới năm 18, 19 nha, 19 nha, dĩ nhiên rồi. Thế chiến thứ hai thì từ 39 tới 45, không phải là Allied, Allied mà nó là xảy ra suốt cái khoảng, suốt những cái năm này. Ok. Nó mình đang học về thêm ESOS chứ không phải là ED nha, cái ở đây nó đề ED hả? Thêm ES dạ, hoặc là S nha. Ok các anh chị. Cái này mình đã học trong cái bài nào rồi ta? Dạ, mình chưa học tới. Mình sẽ học trong cái bài present tense. Về vấn đề lịch sử hay là văn học hay là nghệ thuật, văn hóa, thì khi mà mình kể là một cái câu chuyện đó, mình kể là cái thì hiện tại, mình không có kể cái thì quá khứ. Thí dụ mình nói là Xuân Diệu, các anh chị biết Xuân Diệu là ai chứ gì phải không? Phải không? Các anh chị biết Xuân Diệu là ai chứ gì? Xuân Diệu, right? A poem. No, Xuân Diệu. Yeah, Xuân Diệu, right? Poem. Đại khái như vậy. Mình kể về lịch sử hay là mình kể về những cái vấn đề mà văn hóa, chính trị, âm nhạc đồ này kia đó, thì mình sẽ thuật lại ở cái thì hiện tại. Thì thường là như vậy. Tại sao như vậy? Để cho nó có vẻ như nó sống động hơn. Ok. Nó sống động hơn, giống như là nó đang xảy ra vậy đó. Để học tới cái bài present tense thì các anh chị sẽ thấy cái điểm này. So đây là alive. Ok. Dạ, y như thật vậy đó. Ok. Cái bài này thì nó hơi dễ, tại vì chỉ nhấn mạnh cái phần mà thêm ES hay là S thôi. Ok. Ok chưa? Không 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 trả lời câu hỏi này. Các anh chị chỉ cần chỉ hỏi những cái gì mà đang học và đã học rồi mình review lại thôi, không có hỏi những cái gì chưa học. Ok, không chịu trả lời. Không, cái này không chịu trả lời chứ không phải không biết nha. Đừng tưởng lầm nha. Đừng tưởng lầm bổn cô nương không biết nha. Ok. Không chịu trả lời. Okay. That tall fellow in my class come from Vietnam. Ok, muốn thắc mắc thì để trả lời. Cái gã đàn ông cao đó đó, cái gã cao đó đó. Thường thường mình nói fellow là chỉ về đàn ông nha, các anh chị không có chỉ về đàn bà nha. Là fellow thường thường chỉ về người lớn, chứ ít khi nào chỉ về con nít hay người trẻ nha. Cái gã mà cao lớn đó đó, ở trong cái lớp của tôi đó, thì từ Việt Nam. Tên gì mặc cười vậy? Trại côi sẽ làm nên mùa xuân. Ok, let's see. Ok, hồi nãy cái câu hỏi là gì? Làm sẵn phân biệt be going to and be gì? And be present continuous, right? Phải không? Câu hỏi là như vậy phải không Dung Nguyễn? Phải không? Phải không Dung Nguyễn? Phải không? Rồi. Nhìn cái này nha. Cái này là be going to. Nói ít ít thôi nha, không nói nhiều các anh chị bị tẩu hỏa cái gì mà mình chưa. Với tiểu mi các anh chị forget hết những cái gì các anh chị học đi. Thế vì tiểu mi chưa chia sẻ tới các anh chị quên đi. Đừng nhớ rồi thắc mắc rồi tẩu hỏa. Ok. Be going to now.
I am going to Vietnam. Next year. Okay, đây có phải là be going to không? Phải không? Phải không Dương Nguyễn? Phải không? Đấy, rồi. Hỏi Dương Nguyễn nha. Còn be với lại động từ có ing phải không? I am. No, đừng nói going to đi, mình dùng cái khác đi. I am going to see her. Okay, see her. I'm going to see her next week. Okay, cái này là be going to phải không? Dương Nguyễn đúng không? I am seeing her. Phải không Dương Nguyễn? Right. Còn cái này là be với lại verb ing nè. I am seeing her soon. Phải không? Phải Dương Nguyễn muốn hỏi này phải không? Right. Rồi. Khi nào mà mình nói I'm going to see her next week, and khi nào mình nói I'm seeing her soon, khác nhau chỗ nào? Cả hai đều là tương lai hết. Okay. Có nghĩa là cái hai cái hành động này chưa xảy ra. Cái I'm going to see her next week có nghĩa là mình có cái dự định rồi, mình sẽ gặp cô ta tuần tới. Okay. Còn cái I am seeing her soon, mình cũng có cái dự định, nhưng mà cái dự định cái be and the verb with ing đó thì bắt buộc cái này mình phải để cái thời gian vô, bắt buộc nha, càng gần càng tốt, tại cái dự định này nó quyết liệt hơn là cái dự định mà next week. Mặc dù nó có cái dự định, cả hai đều có cái dự định hết, nhưng mà cái dự định ở cái câu thứ hai nó quyết liệt hơn, không làm thì không được. Tại vì mình để cái thời gian rất là gần thì bắt buộc nó phải xảy ra. Còn cái câu ở trên mình không cần để cái thời gian vô. Okay, không cần để cũng được. Okay, I'm going to see her. Okay, khi mà mình nói cái câu này thì có thể mình gặp cô ta tuần tới, hay là năm sau, hay là tuần sau cũng được, không sao hết. Okay, còn cái ở phía dưới bắt buộc mình phải để cái thời gian vô. Ví dụ như câu khác, the bus is leaving in 10 minutes. Thì có nghĩa là cái câu này, có nghĩa nó khác cái câu này, the bus is leaving. Okay. Nếu mà mình không để cái thời gian vô thì chiếc xe lửa cái thứ hai đó, in the second one, xe lửa nó đang rời bến, nó đang rời cái trạm xe lửa. Nhưng mà cái câu thứ nhất á thì xe lửa nó chưa có rời, nó sẽ rời trong vòng 10 phút. Phải không? Nghĩa là cái thời gian rất là gần thì trong 10 phút nó sẽ chạy. Còn cái câu thứ hai không có để thời gian vô thì có nghĩa là xe lửa nó đang rời bến, đang rời cái trạm. Ok, Dương Nguyễn hiểu rồi phải không? Phân biệt được phải không? Cái này mình sẽ học trong cái bài The Future. Ok. Ok, thank you. SC còn 8 phút nữa. Mình làm bài tập 8 phút nữa cho nó xong nha các anh chị. Giờ mình qua cái phần mới. Okay, let's see which one is. Okay, câu này đi. Để mình lựa mấy cái câu nào nó hơi khó khó chút xíu. No, Chúa dạy mà, ai xin sẽ được. Okay. Ai muốn xin gì thì mình cũng cho hết đó. Mà có gì đâu cho, nghèo thấy mộ xin tiền đâu cho được.
đâu có tiền đâu chó. Ok, cái mặt giờ cái mặt đó là chữ mix nha các anh chị. My mom mix lemon juice, sugar and water to make lemon juice. Yeah, mixes, right? Mixes. Tại cuối cùng bằng cái âm cc. Okay, next one. That pray before its meal, thanking God for the food. Yes, pray. Cái spray này với cái praise này nó khác nhau chỗ nào các anh chị? No. Phải không đó? Let me check. Self-containment. Self-containment. Reserve. Text cái chỗ cái nào ta đừng vượt truy phong the person đó. Chứ không ghét quá. Ok, đúng rồi, drink water. Ok, một cái là mình pray là mình cầu nguyện lầm thầm, còn một cái là mình pray lớn là mình cầu nguyện mà mình la lớn là mình khen ngợi lớn lên. Ok, cũng là praise. He praised to God nghĩa là đại khái mình khen ngợi Chúa thấy như vậy em. Ok rồi mình chấm dứt cái bài tập này nha các anh chị. Rồi các anh chị nắm vững rồi phải không? Khi nào thêm s and khi nào thêm es, right? Rồi bây giờ mình qua cái phần kế của cái động từ. Yếu tố thành lập động từ thứ nhất là person, phải không? Là ngôi thứ. Thứ hai là number. Number có nghĩa là động từ số ít, động từ số nhiều. Number indicates whether a verb is singular or plural. The verb and its subject both must be singular or both
Ok, sorry các anh chị tự nhiên bị ào. Let me repost this. Log spawn and call of four. Okay, nói lại. Yeah, số của động từ là gì? Là nó nói cho mình biết là số ít hoặc là số nhiều. Và thường thường động số nhiều thì động từ cũng số nhiều. Okay. Em có một cái trick, cái này rất là hay. Nó chỉ áp dụng cho common nào, có chỉ áp dụng cho danh từ chung mà thôi. Okay. Nếu mà chủ từ có thì động từ phải có S. Anh chị believe it or not? Chị có tin điều này không? Chị tin điều này không? Còn nếu chủ từ không có S thì động từ có S. Thế chị? Giờ các anh chị nghe chưa vậy? Can you hear me? Ok, bây giờ các anh chị nghe không vậy? Can you hear me now? Hello? Hello? Nghe hả? Rồi. Nghe mà, thấy không? Số 1 là nghe mà, phải không? Rồi. Ok, bây giờ bắt đầu tiếp tục nha. Đúng rồi, cái thao tác nó dở thì thôi đó. Okay, number indicates whether a verb is singular or plural. The verb and its subject both must be singular or both must be plural.
Có nghĩa là động từ với cái chủ từ nó phải đi đôi với nhau. Nếu động từ số ít thì chủ từ số ít, nếu động từ số nhiều thì chủ từ số nhiều. Thấy như vậy thế. Nó gọi là subject and verb agreement. Có một cái trick này rất là hay. Nếu chủ từ có S thì động từ có S. This one just apply to the common noun only. Nghĩa là cái trường hợp này nó chỉ dùng cho cái danh từ chung mà thôi. Nếu S, anh chị tin điều này không? Believe it or not. Chị coi câu này okay. Thì chị mới nói là chỉ áp dụng vào cái common noun, cái danh từ chung, cái danh từ chung mà thôi. Okay, thank you, drink water. Chị coi câu này, chủ từ my sister no s, so động từ place có s. Chủ từ my sister có s, so động từ play không có s. See? Nói có nhân chứng là Tiểu My vật chứng là mới post rồi cho các anh chị đó. Right? Phải không nè? Chị không tin làm một cái thí dụ khác đi. So both are in singular. Right? And the second one, both are plural. So they agree in number. My friend. No, không chơi chữ Y được. My friend sing well. My friend sing well. Anh chị thấy không? Friend không có s thì động từ phải có s. Friend có s thì động từ không có s. Thấy rõ ràng phải không? Yeah. Chơi mình chỉ áp dụng cái common noun thôi. Chứ không có áp dụng nó gọi là cái gì, cái cái gì, cái danh từ tổng hợp là gì. Mình có mấy loại danh từ, cái chỉ common, proper, compound and and gì nữa, and danh từ tổng hợp gọi là gì, and nó danh từ mà. And cái gì quên rồi. Cái team đó, collective, right, collective noun. Tại vì nếu mà áp dụng cái collective là không có đúng. My team play very well. Cái này có S không các anh chị? Câu này đúng không? Hả? Câu này đúng không? Đúng không?
Yeah, có S. Ok, đừng có chơi câu này. Đừng chơi câu này. Thôi cái gì đây nè. Yeah, cũng áp dụng cho cái collective noun, nó có nhiều trường hợp đặc biệt, nó không có dùng cái trick này được. Okay. Nó có nhiều trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng cho cái common noun mà thôi. Next one. Rồi. Một cái định nghĩa khác. Cũng được. Trường hợp nào giờ tụi mi bất thình lình quá, tụi mi không lấy thí dụ được, mất công suy nghĩ quá. Nhưng mà có vài trường hợp không áp dụng được cho cái collective noun, ok? Do not be confused by phrases that come between the subject and the verb. Search, I mean search. Phrases may begin with the word like, in addition, as well as. Câu này có nghĩa là gì? Đừng có bị lẫn lộn những cái phrase mà nó chen chính giữa nó bằng những cái chữ như là in addition to hay là as well as, okay? Giữa cái chủ từ và cái động từ. Cho thí dụ nha. Ok, thí dụ câu này. The instructor as well as the student. Ở đây mình dùng chữ is hay là chữ are các anh chị. Expected to attend the orientation. Đây dùng chữ is hay là chữ are. Huh? Chữ are, chữ is, chữ are. Ok, let prove. Is. Okay. Tại sao is? Bây giờ các anh chị còn nhớ chị My nói là cái gì mà nó ở trong cái dấu ngoặc không có quan trọng hay là quan trọng? I mean trong cái dấu phẩy chứ, dấu phẩy quan trọng hay là không quan trọng? Hả? Trả lời đi. Không quan trọng, phải không? Nếu mà không quan trọng mình bỏ nó ra được, phải không? Đồng ý không nè? Không quan trọng mình bỏ nó ra được, phải không? Phải không? Rồi giờ mình bỏ nó ra nha. Ok. Mình nói phải có nhân chứng vật chứng. Ý nói là nói phải có sắc mắt có chứng. Đấy. Giờ mình bỏ nó ra nè. Ok. Thì cái chỗ này là is hay là are? Yes, rõ ràng nó là is. Đừng nói là tiếng mình đánh bẫy các anh chị nha. Okay. Rõ ràng nó là is, right? Thành ra theo cái định nghĩa nó nói đừng có confused những cái thành ngữ như là in addition hay là as well as, okay? Nghĩa là không có cần thiết theo cái định nghĩa nè, không có cần thiết, right? Thành ra cái chủ từ chánh của nó là the instructor.
Thì sao? Kim to the party. Cái này mặc dù mình không có để cái tên cô ta vô, người ta cũng hiểu là cô Michelle chứ không ai khác hết trơn. Là tại vì mình chỉ có một người em thôi, tên là Michelle thôi. Thành ra ai cũng biết em mình tên là Michelle hết trơn, mình chỉ có. You may keep repeating this one. No, no. Không phải. Còn thí dụ mà trường hợp này bắt buộc mình phải để vô. Tại làm sao vậy? Khi mà bắt buộc để vô là nó quan trọng thì không có được để dấu phẩy vô. Tại vì cái trường hợp này mình có. Vô Nguyễn hiểu chỗ này không? Cả hai đều là apostrophe hết trơn. Nhưng mà một cái quan trọng, một cái không quan trọng. Okay. Quan trọng thì mình không cần để dấu phẩy. Còn quan trọng thì không quan trọng, còn không quan trọng thì mình để dấu phẩy vô. Ok, một trường hợp khác về cái số ít số nhiều theo định nghĩa compound subject connected with and với chữ and á, với chữ and ở chính giữa usually require a plural verb. Dĩ nhiên rồi, and một và một nữa là hai là số nhiều rồi, phải không? Dụ như câu này. My brother and my sister are coming soon. Yeah, chữ N. Okay, let me repost my sentence. Cái điều này ai cũng biết rồi, right? So my brother and my sister thì phải là are. Ok, rồi một câu khác nữa. Một trường hợp khác nữa. If a compound subject joined by and but is thought of as a unit, use the singular verb. Mặc dù cái chủ từ mình gọi là chủ từ ghép nó có chữ and, nhưng mà cái nghĩa nó chỉ là một nghĩa thôi. Okay, một nghĩa thôi, a unit có nghĩa là một nghĩa thôi. Thì trường hợp này mình sẽ dùng cái động từ số ít. Thí dụ nha. Macaroni and cheese is always available in cafeteria.
Bình thường các anh chị biết biết cái món macaroni không? Macaroni hay pasta kia đó là các anh chị biết món này không? Dạ. Thường thường cái macaroni các anh chị phải phải nấu với cái cheese, okay? Phải nấu với cái cheese ăn mới được chứ còn nếu ăn không thì kỳ cục lắm. Thành ra đây chỉ là một món thôi, mì and cheese là một món thôi, okay? Thành ra ở đây chỉ là một thôi. Thành ra mình phải dùng chữ is. Giống như là mình vô tiệm mình kêu cho tôi tô hủ tiếu mì đi. Họ đâu có đem ra cho mình một tô hủ tiếu rồi một tô mì đâu, phải không? Phải không? Chị đồng ý không nè? Kêu tô hủ tiếu mì có nghĩa là vừa mì vừa hủ tiếu ở trong đó nữa. Thịt chó nó gì, thịt chó mắm, thịt chó riêng rồi mắm tôm riêng chứ thịt chó nấu với mắm tôm hả, có không? Ai đâu đâu không có biết, không có ai biết ăn thịt chó nên không biết. Bộ thịt chó phải nấu với mắm tôm hả? Nếu mà thịt chó mà nấu chung với mắm tôm trong một cái nồi đó thì đúng, thì nó là một món thôi, ok? Mắc cười nữa. Còn nếu mà thịt chó mà chấm mắm tôm đó thì kể là hai món nha, thịt chó khác rồi mắm tôm khác. Còn thịt chó mà nấu trong cái nồi để mắm tôm vô là một, ok? Anh chị phải nhớ điều này, right? Thí dụ như các anh chị nói cho tôi một ổ bánh mì thịt đi, cái bánh mì thịt đó là một món hay là hai món nè? Ra mua cho tôi một ổ bánh mì thịt. Đi hả, một món hay là hai món hả? Dĩ nhiên một món rồi, phải không? Nó đâu có đem về cho bánh mì thịt thì à, mình nói là à, bread and meat phải không, nhưng mà một món thôi. À, nên nếu mà trường hợp như vậy thì mình phải nói là à, mình phải dùng cái singular. Mình đang học về số ít số nhiều của động từ nha các anh chị. Rồi cái câu này, một cái trường hợp nữa. Nhưng mà cũng là một món thôi, phải không? Drink water. Khi mà adjective đi với cái noun thì chỉ là một thôi, phải không? Giống như mình nói school, school bus. Đấy, school là adjective, bus là noun. Nhưng mà cũng là một thôi, mình nói về chiếc xe trường chứ mình đâu có nói vừa cái trường vừa chiếc xe đâu, right? Yeah, that's good, that's number. Okay, delay subject occurs when the verb comes before the subject in a sentence. Delay là cái gì các anh chị? Delay là cái gì mà mình delay là giống như là mình không có làm liền đó, trễ đó và trì hoãn lại đó. Cái trường hợp mà mình có cái delay subject ở trong câu là trường hợp mà cái động từ đó nó đi trước cái chủ từ thật sự, okay? Và cái chủ từ đó gọi là delay subject, okay? Ví dụ như câu này. Cái nào là delay subject? Answer me, please. Student, okay. Student mới là chủ từ chánh ở trong câu, okay. Student mới là chủ từ chánh ở trong câu. Thay vì mình nói là many non-traditional students
are on our campus. Họ không có nói, họ nói there are many. Not. So chữ there ở đây không phải là chủ từ nha các anh chị. Okay. Chữ there ở đây, chữ student mới là chủ từ thật sự. Thành ra cái student mình gọi nó là delay subject. Hay là câu này nha. Please focus on me, please. Các anh chị chăm chú nghe Tiểu My chia sẻ nha, please. Các anh chị nói chuyện ngoài lề rồi mấy anh chị khác cứ lo đọc rồi không có focus được what I'm saying. Okay. Here is, yeah, so student nó là số nhiều, sẽ dùng cái động từ số nhiều là are. Okay. Here is the syllabus you need. Syllabus là gì? Các anh chị biết cái syllabus là gì không? Khi mà mình, nhất là vô đại học, vô một cái term hay là một cái semester start, semester the teacher, the instructor have to give you the syllabus if he is good instructor. Nếu mà một người thầy giỏi á, okay, đầu một cái khóa học, đầu một cái semester á, thì bắt buộc phải cho mình cái syllabus. Họ phải soạn sẵn một cái syllabus họ cho học trò. Còn nếu mà người thầy mà không có cái syllabus at the first last á, thì người thầy đó không có ghế. Và là một cái chương trình học, có nghĩa là thí dụ mình học 4 tháng 11 tuần thì tuần lễ thứ nhất mình học cái gì và làm cái gì trong tuần lễ đó, tuần lễ thứ hai mình học về cái gì và làm cái gì trong tuần lễ đó, là khái như vậy. Và phải cho, và giống như là course outline vậy, phải cho suốt hết 16 tuần luôn. Okay. Nó gọi là cái syllabus. Okay. Tiếng Mỹ học cái dịch là giáo trình đúng hơn thì phải. I don't know, không biết giáo án giáo trình khác nhau chỗ nào, Tiếng Mỹ không phân biệt được. Nghĩa là một cái chương trình học cho nguyên một cái semester đó, nguyên một cái term đó, nguyên một cái khóa học đó. Tuần lễ thứ nhất vào ngày mấy tây ghi rõ ra, ngày mấy tháng mấy, học cái gì và làm cái gì trong tuần lễ đó. Và vậy là giáo án. Còn giáo trình là gì? Còn giáo trình là gì? Ok, có điểm dịch cái nghĩa vậy thì tùy theo các anh chị hiểu. Giáo trình là sách hả? Ok, vậy thì dạ là giáo án chắc. Nghĩa là giống như là một cái outline vậy đó. Cái course outline hồi nãy ai nói đó. Các anh chị biết outline là gì? Là cái dàn bài đó. Okay. Cái outline là cái dàn bài. Cái dàn bài cho nguyên một cái khóa học. Okay. Okay, rồi trở lại câu này. So, các anh chị hiểu cái syllabus là gì rồi gì? Phải không? So cái syllabus sẽ là, mình sẽ gọi nó là delay subject. And syllabus nó là số ít, thành ra cái động từ phải là số ít. Syllabus are the true subject of the sentences, not there and here. Không phải chữ there and chữ here. Right? And so the true delay subject must be made to agree with the verb are in the first one and is in the second one. Các anh chị, so mình thấy cái first one câu student số nhiều thành ra nó đi với chữ are, và cái thứ hai syllabus số ít thành ra nó đi với chữ is. Ok, rồi tiếp tục. Đúng rồi, here are the books you need. That's right, title of art, literature or music. The verb should be singular. Thường thường những cái tựa đề của
văn hóa nghệ gì đó, music văn gì đó, thì thường thường cái động từ nó phải là số ít. Ví dụ như câu này, confused way, với Nguyễn dễ quá mà. Yeah, syllabus là một cái chương trình học. Lyrical ballet was published in 1798 by two of England's greatest poets. Cái cuốn sách này đó thì được được in vào năm 1798 bởi hai cái nhà thơ nổi tiếng của người Anh, của nước Anh, right? So các anh chị thấy cái lyrical, I'm sorry, ballet nó có chữ S nhưng mà nó không phải số nhiều, nó là một cái tựa, cái nói về nói về cái literature, right? Thì thường thường cái động từ sẽ là số ít. So even though the title of the book, it is still a single title being used as a subject. Let me see. Chị đợi tôi một tí xíu. Dùng cái này tốt hơn. Okay, right here. Okay, it's a collection of poems by. Oh, okay. Cái này đó, cái lyrical ballads nó là một cái collection, có nghĩa là nó là một cái cuốn sách mà nó ở trong cuốn sách đó là nó là những cái bài thơ của hai cái nhà văn nổi tiếng là Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, okay? Và nó là một cái collection, nó là tên một cái cuốn sách, okay? Và tập thơ đó, gọi dịch là tập thơ đó. Ok, thí dụ trường hợp thứ hai. Over the counter drugs is a phrase that mean non-prescription medication. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái thuốc mà để ở những cái kệ ở ngoài đó, over the counter. Ok, những cái kệ ở ngoài nó không có phải ở trong cái pharmacy section. Không phải là ở trong cái tiệm thuốc. Thì những cái thuốc, cái này nó thường thường nó ở trong những cái tiệm thuốc, nó có những cái thuốc nó để ở ngoài, ở kệ ở ngoài chứ không phải là ở trong cái office của cái pharmacist. Thì những cái thuốc này không cần toa bác sĩ. Okay. Non-prescription có nghĩa là không cần toa bác sĩ. Non-prescription medication nghĩa là thuốc mà không cần toa bác sĩ. Thì các anh chị thấy over the counter drugs có nghĩa là những cái thuốc để trên cái kệ, thì rõ ràng nó là số nhiều tại nhiều thuốc mà, phải không? Nhưng mà đây chỉ là một cái phrase, một cái title thôi, nói là những cái thuốc này, nói chung chung đó, thì không có cần toa bác sĩ, nên nó dùng số ít. Okay. So even though the phrase
is plural informed. Found cái anh chị plural informed rõ ràng nó có s mà. It is still a single phrase and being used as a subject, right? So correctly we take the singular verb is. Okay? Giống là hủ tiếu mì đó. Is my favorite food. Là khá như vậy. Singular subject joined by or nor. Take a singular verb. Những cái chủ từ mà nó nối liền với cái chữ nó có non-grecription. Grecription là cái to bác sĩ, non-grecription là không cần, là cái to không cần bác sĩ ghi vô, nghĩa là không cần to bác sĩ. Neither a textbook nor a notebook is required for this class. Cái textbook and cái notebook khác nhau chỗ nào các anh chị? Textbook là cuốn sách giáo khoa. Okay. Còn notebook là cái cuốn tập viết. Okay. Cái cuốn tập để viết gọi là notebook. Thành ra ở đây mình sẽ dùng số ít luôn. Even cả hai. Right? Nhưng mà nó nối bằng cái chữ nor or cái chữ or. Like this one. Okay, what wrong with this? Đang học gì hả? Đang học gì? Động từ số ít hay số nhiều? Ủa sao không có post ra được vậy nè? Dạ, phải đánh mạnh nó như vậy. Either you or Rosa has to take notes for me. Viết bài giùm tôi. Hoặc là bạn hoặc là Rosa, okay, thì phải viết bài cho tôi. Trời đất ơi, ra lệnh. Ok, câu này hay nha, câu này hay nè, cái điều này hay nè. Singular plural subject joined by or nor. The verb must agree with the subject nearer the verb. Thí dụ mình có cái chủ từ số ít và cả số nhiều luôn, mà nó chính giữa nó là chữ nor or chữ or, thì cái động từ nó sẽ theo cái chủ từ nào gần nhất. Nếu mà chủ từ gần nó là singular thì động từ sẽ là singular. Nếu chủ từ gần nó là plural thì động từ nó sẽ là plural. That's what it said. Thí dụ nha. Neither the professor nor her student were. Okay, let me capitalize. And S. Okay, let me repost this so you can see it clearly then. Thì các anh chị thấy cái chủ từ gần nhất nó có S thì động từ nó sẽ là số nhiều. Okay. So the plural subject student is nearer the verb, right? Therefore, the plural verb were agree with the student. That means we use the are. Okay, now. Let me see. Let me capital this one. Professor. Professor
piece, okay, like this one. If we converse the subject, then we change the verb too, right? Neither the student nor the professor or professor without S, so we use the is in the lab. Không có student cũng không có giáo sư ở trong cái phòng cái phòng gì ta, lab là phòng phòng thí nghiệm phải không? Phòng thí nghiệm. So the single subject professor is nearer the verb. So therefore the single verb was is used. Điều kiện nữa, một cái điều nữa, nói về cái collective noun hồi nãy chị mới nói đó. Collective nouns like family, pair, army, team, committee, and so on. Có nghĩa là còn nữa. Take a singular verb. Thường thường những cái collective này đó, những cái danh từ tổng hợp này đó, không phải tổng hợp mà những danh từ và tổng hợp, thì thường thường nó sẽ là số ít. Okay. Thí dụ yeah, học grammar là phải học đi học lại hoài. We have to study over, 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 over đến khi mà hết bị tẩu hỏa thôi. My lab team takes its work very seriously. Cái đội mà cái đội trong phòng thí nghiệm của tôi đó thì nó làm việc rất là seriously, rất là không biết dịch sao, rất là chú tâm đó. So team refers to the group as a unit. Nhớ nha các anh chị, mình nói một cái đội chứ mình không có nói những cái người trong đội, mình chỉ nói cái đội đó thôi, right? Và rất là nghiêm túc. Thì để chị mình dịch trong bài cho rồi đi. Nghiêm túc, ok. Cái này kêu bằng có qua có lại mới tội lòng nhau ấy. Đấy. Thành ra team đó chỉ là một cái unit mà thôi. So it requires a singular verb take without S. I mean take with S, yeah, sorry. But look at this one. Chấp trường gì dễ ẹt hà, nó nghi như đó mình chỉ nhớ gì thôi, nếu không nhớ không sao hết, mình sẽ học đi học lại hoài nó nhớ thôi. However, nhưng cái gì cũng có chữ nhưng hết. If you want to emphasize differences among individual in the group or are referring to the group as individual, you can use a plural verb. Nhưng mà nếu mà bạn muốn nhấn mạnh cái sự khác biệt giữa một cái individual, nghĩa là cá nhân đó, một cá nhân ở trong một cái nhóm đó, hoặc là mình coi cái nhóm đó như là một unit mà thôi. Or are referring to the group is thì mình sẽ dùng với động từ số nhiều. Cái này hơi khó hiểu, để cho thí dụ các anh chị sẽ hiểu hơn. Capital đi cho anh thấy rõ hơn. Okay. Let's make symbols. Okay, then yeah, this one, yeah.
Đó mới capital lên nhé. Thì các anh chị thấy câu này, the team assume separate responsibilities for a study they undertake. Thì các anh chị thấy separate responsibilities, cái đội này nó gì sao ta, separate, cái nhấn mạnh cái chỗ mà separate responsibility có nghĩa là mỗi người trong cái đội này nó assume những cái trách nhiệm của riêng của họ. Ok, các anh chị thấy không, nghĩa là có nhiều cái trách nhiệm responsibility, phải không? Thành ra ở đây mình phải coi nó là số nhiều, chứ mình không có coi nó là một đội. Mà ở đây á, thí dụ một đội mà nó làm the same work, ok, thì nó là một. Nhưng mà một đội mà nhiều người ở trong đó nó làm different work, different in this case they have different responsibilities. So we treat as a plural, we treat them as a plural. Đồng ý các anh chị hiểu điều này phải không? Phải không? Nói tuy là nói một đội thiệt, nhưng mà những cái người trong cái đội đó nó làm những cái công việc khác nhau, nó có cái trách nhiệm khác nhau. Các anh chị hiểu không nè? So in this example, team refer to the individuals within the group, so it requires a plural verb, assume. Hình như không hiểu phải không? Mà hiểu hay không? Mà hiểu hay không? Okay. The band play music in the street. Oh, sorry, cái mặt trăng nó là cái này. Okay. Thí dụ Tiểu My nói câu này, the band nữa, ghét quá. Bây giờ đánh lại nha. Đố các anh chị, cái play này nó có S hay là không? Nếu mà số nhiều thì không không có S. Còn số ít thì có S. Có hay không? Place này, nhiều người nó làm chung một cái công việc, nói band một, mình không có nói là những. Okay.
đúng rồi đó, nó cái ban nhạc đó, nó chơi nhạc ở trên cái đường, ít số nhiều gì nó cũng có ép sẽ chơi. Right. Nhưng mà thường thường mình treat it as a plural. Một ông cảnh sát cũng là the police, hai ông cảnh sát cũng police, không có s. So the police direct traffic. Cảnh sát thì chỉ đường, phải không? Ở đây direct traffic nghĩa là chỉ dẫn đường, ở đây từ 7 giờ tới 9 giờ nó là cũng là số nhiều. Khi các anh chị nghe tiếng mình rồi phải không? I just got it, disconnect. Can you hear me now? Các anh chị nghe tiếng mình không giờ? Hello? Ok, cảm ơn. Ok, continue nha. Thí dụ như câu này. Ok, ví dụ như câu này. Cái bị disconnect quá. Thao thoát lúc rồi nó cái giật làm sao á. Chừng nào họp ngày mai, dạ ngày mai họp. Nói anh Houston mention cái vấn đề này. Ví dụ như câu này, yes. Economics is sometimes called the small science. Thì các anh chị thấy economics nó có S thiệt nhưng and now the word is we use singular verb. Trong khi đó cái này cũng vậy luôn. The economic news is not very good. The economics này đó. Các anh chị để ý cái này nha. Nếu mà nó đứng làm danh từ đó thì tính từ nó không có S nha các anh chị. Nhớ để ý cái này nha. Tính trường hợp này, news ở phía sau. Cái tin có
thoát nó sao á. Các anh chị thấy tụi mi chưa? Can you hear me now? Hello? Ok, ráng đi các anh chị, gần hết rồi. Ok, gần hết rồi. Yeah, còn 6 phút. Rồi bây giờ nói lại nè. Những cái danh từ chỉ về số lượng hay thời gian hay tiền bạc thì thường thường đó là danh từ số ít, và nó sẽ đi với cái động từ số ít. Hay là những cái cụm từ mà chỉ về toán học hay chỉ về một cái khoảng thời gian nào đó, hay là một cái số lượng về tiền bạc nào đó thì cũng là số ít luôn. Right? Three and three is six. Đúng không các anh chị? Khi mà các anh chị làm toán đó, phải không? Giờ mình dùng chữ is nha. Giống như là five plus five is 10. Đúng không? 5 plus 5 is 10. Trong khi đó, coi cái này nha. 3 apple and 3 cái này is hay là apple? Is hay là apple? Six apples, các anh chị. Ha. Yes, nó phải là all. Tại vì three apples đâu phải là tốt. Is a long page. I mean, is a long paper on this topic. Câu này có nghĩa là cái bài này đó, nó là một cái trang giấy dài 8 trang. Okay. Cái câu này có nghĩa là như vậy. This topic is a long or, chứ đâu phải là is or. Cái đó không phải là toán học. Okay. Cái đó không phải là toán học. Nó là cái vật chất à, nó thực tế mà. Lấy 3 trái bơm cộng với 3 trái bơm, và trên bàn mình có 6 trái bơm, phải không? 6 trái trái 6, phải không? Rõ ràng có 6 là số nhiều mà. Trong khi đó, cái số 3 đó, hai em ai lấy được hay không? Cái số 3 với cái số 3 là 9.
có lấy được số 3 không? Trái táo. Trái bom là nói theo tiếng Pháp hồi xưa đó. Bom mở. Hồi xưa Pháp nó qua đó. Như bây giờ Mỹ nó qua thì mình ưa nói tiếng Mỹ chen lẫn với tiếng Việt, chứ hồi xưa Pháp nó qua thì mình nói tiếng Pháp chen lẫn với tiếng Việt. Đấy. Tám cái trang giấy là một cái paper, một cái long paper on this topic. Các anh chị hiểu điều này chứ gì? Dài 8 trang, ok, dài 8 trang. I don't know if because my computer or your, I don't know. Đó, đây là những cái trường hợp mà mình dùng số ít. Nó chỉ là một unit thôi. 8 trang giấy là một unit thôi. Ok. It's almost done. Còn hai cái nữa là xong rồi. In my opinion, $2 is a high price for a cup of coffee. Theo cái ý kiến của tôi đó, hai đồng bạc. Oh man. Yeah, sorry các anh chị, tiếng Việt không có post the last sentence. Khi giọng viết, yeah, is a high price for a cup of coffee. Theo tôi nghĩ đó, một cái ly cà phê mà giá 2 đồng thì mắc quá. Mà thấy vậy, câu này dịch ngược. Giá 2 đồng thì cao giá quá là mắc quá. Là bro. Anh chị không biết pronoun là gì thì look back at, cái trong cái bài pronoun nha. Trong cái bài đại danh từ. Cho thí dụ. I had a feeling that there's something wrong. Right? There was something wrong. Hay là everyone is going to come to the party. Everyone cũng là số ít luôn. Đừng có hiểu theo tiếng Việt là everything là từng việc một mà tôi làm đó, mỗi một cái việc mà tôi làm đều cho cái gia đình của tôi. Ok, một cái điều cho and several are plural. Dĩ nhiên rồi, cái cup of coffee đó là rẻ là khoảng 1 đồng. Several of the apples were bruised. So nó là số nhiều, several. Hay là many children are in the park today. Số nhiều, right?
lúc là nó sao nó ưa bị cái này quá ta, cái nụ nó hả? Cái câu này nghĩa là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? For once là gì? Chỉ có một lần tôi thích hai ứng cử viên hả? For once. Không phải vậy đâu. Ok, let me close this one. Để mình hiểu nhưng mà để make sure, ok? Để make sure, ok? Và mình nói rủi sai sao mình phải phải kiếm kiếm company mới được. See. If I not for one. Ok, once đó là một lần đúng. Còn for one là gì? At one là mới là ngay lập tức. Okay, let's see. Why can't you be nice to her for once? Once and for. At once. Okay, ở đây nó không có nói rõ. But there are sentence for one word. At work like Camp. for once. Once. Nghĩa là nghĩa là có một lần á. Tôi thích cả hai cái ứng cử viên. Dạ. Có một lần á